Sàn nhựa giả gỗ chống nồm ẩm và chống chân trượt thì bơi hết vào đây anh chị em nhá. Giá mua buôn chỉ chưa đến 200 nghìn cho một mét vuông thôi anh chị em ạ à. Đây là giá mua buôn mà chưa bao giờ nhà Haroma giảm sâu như thế Than dày 5 mm trong đó 4 mm SPC cộng với 1 mm lớp lót EXPE như thế này Ngoài ra thì nhà Haroma sẽ còn có dòng cao cấp hơn dày 6,5 mm cho các anh chị em nhà mình muốn sử dụng những dòng hèm chất lượng Hèm được bảo hành lên đến 2 năm Vâng, còn với những cái dòng dày 5mm này Thì sẽ có bảo hành là 1 năm Cho các anh chị em nhà mình lựa chọn sử dụng Haroma đang tuyển đại lý và nhà phân phối trên toàn quốc. Chưa bao giờ thì nhà Haroma giảm giá sâu đến mức như vậy cho các anh chị em làm phân phối luôn ạ. Và mọi người ơi, cái điều đặc biệt trong cái dòng sàn của Haroma này, mỗi một dòng sản phẩm Haroma luôn luôn mang đến cho các anh chị em nhà mình những lợi thế cạnh tranh đặc biệt. Mình lấy ví dụ đơn giản như dòng sàn của Haroma sẽ được sử dụng bột đá là bột đá siêu nano. Với dòng bột đá siêu nano này ấy thì nó sẽ giúp cái cái tấm của chúng ta càng trở nên chắc chắn hơn và cái độ nén của nó sẽ được nén chặt hơn. Vì thế khi cái anh chị em nhà mình đi và sử dụng cái dòng sàn của Haroma sẽ cảm thấy rằng nó rất là chắc chắn và cái điều đặc biệt số 2 Hạ muốn chia sẻ đấy là toàn bộ bề mặt phim của tấm này. Anh chị em nhà mình có thể nhìn thấy. Ờ, cái phim nó có rất là nhiều cái điều đặc biệt mà Hạ muốn chia sẻ ở đây. Thứ nhất là về màu sắc mẫu mã thì toàn bộ là những màu hot nhất, mới nhất và hiện đại nhất, phù hợp với cả nhu cầu từ uh, những cái bác trung trung đến những cái thế giới, giới trẻ thì sẽ rất là thích những cái gam màu và những tông màu như thế này. Đó, cái lý do số 2 đấy là toàn bộ bề mặt phim nhà Haroba sử dụng phim cao cấp Thế cho nên là anh chị em nhà mình khi sờ sẽ cảm thấy nó gân 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 lên đi chống trơn trượt một cách hiệu quả Ngay cả khi các anh chị em vừa vệ sinh Nâu chùi bằng nước, bằng khăn ẩm, bằng cây lau ẩm đi chăng nữa thì nó cũng không làm trơn trượt và nó giúp cho an toàn khi mà nhà có người già và trẻ nhỏ Cái lý do số 3 uh, mà Hạ muốn chia sẻ đấy là bề mặt của tấm sàn này sẽ được phủ lên một lớp UV Với lớp UV này nó giúp bảo vệ bề mặt tấm, ôm chặt lên cái bề mặt tấm nhá đấy ôm chặt lên cái bề mặt phim này làm cho phim của chúng ta giảm thiểu tình trạng bị chảy xước và giữ cho cái độ bền màu của tấm trở lên bền hơn theo thời gian đó là những cái lý do những cái sự khác biệt hoàn toàn những dòng sàn của nhà haroma với những dòng sàn khác trên thị trường anh chị em nào quan tâm đến cơ chế phân phối của dòng sàn nhựa haroma này liên hệ trực tiếp đội ngũ của haroma mặc dù bây giờ đang vào thời điểm cuối năm nhưng haroma vẫn đang có những chương trình giá rất là sâu cho các anh chị em nào muốn phân phối bên cửa hàng bên thiết kế bên thi công liên hệ ngay trực tiếp đội ngũ của haroma để cập nhật bản giá nha cũng như đừng quên ấn đăng ký kênh để có thể liên tục cập nhật vật liệu mới của lễ hạ Haroma nhé Hãy xin cảm ơn và hẹn gặp lại các anh chị em như mình trong những video tiếp theo xin chào